Xin chào tất cả các bạn. Nếu như chúng ta trong cuộc sống của mình ấy, có rất nhiều điều chúng ta mong muốn làm, nhưng vẫn có một cái gì đó nó đang kìm hãm lại chúng ta và làm chúng ta không thể làm được. Tôi lấy ví dụ đơn giản, đó là chúng ta muốn 5 giờ sáng chúng ta dậy chạy thể dục, nhưng vẫn có một cái điều gì đó ở trong tâm trí của chúng ta, nó vẫn nói với chúng ta rằng là thôi ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Và một bên thì nói là thôi dậy đi, phải dậy sớm, mình phải dậy sớm. Nhưng một bên vẫn nói là thôi mệt quá rồi, ngủ tiếp đi. Và hai bên đó, một bên thì nói dậy đi, một bên và nói với chúng ta đó là ngủ tiếp đi. Và theo bạn thì thường cái gì sẽ chiến thắng? Có phải rằng đó là ngủ tiếp đi chúng ta đã chiến thắng đúng không ạ? Vậy thì cái điều gì ở trong tâm trí của chúng ta đã làm cho chúng ta không thể thức dậy được và chúng ta vẫn tiếp tục ngủ? Vậy thì nó cũng giống như trong cuộc sống chúng ta cũng mong muốn thành công, ai cũng mong muốn thành công, ai cũng nói rằng là tôi muốn giàu có, ai tôi cũng muốn thành công. Nhưng có một điều gì đó đang ngăn cản chúng ta lại. Và thậm chí chúng ta biết được là cách làm thế nào để thành công, chúng ta biết kinh doanh phải làm như thế nào, nhưng vẫn có một điều gì đó nó kìm hãm lại chúng ta và làm chúng ta không đủ mạnh mẽ để chúng ta bước ra con đường để kinh doanh. Chúng ta không dám làm những điều mà chúng ta muốn làm. Và cuối cùng cuộc sống chúng ta bị mắc kẹt ở mức trung bình. Và cuối cùng chúng ta không có được những điều mà chúng ta mong muốn. Hay là trong với vấn đề về mối quan hệ, chúng ta biết rằng là chúng ta có cái tình yêu thương với cái người vợ hay là người chồng của mình, nhưng có một điều gì đó đang ngăn cản lại chúng ta và chúng ta không thể nói chuyện được, chúng ta không thể hòa hợp được và cuối cùng mối quan hệ chúng ta bị rạn nứt. Hay trong về vấn đề về sức khỏe, chúng ta là một con người đang rất là bình thường, nhưng bỗng nhiên chúng ta luôn bị một cái vấn đề ví dụ như đau đầu này, hay là chúng ta bị vấn đề về sức khỏe, đau vai, mỏ vai, tức là một cái vấn đề về sức khỏe và chúng ta bị năm này qua năm khác và chúng ta không thể giải thoát được nó được và chúng ta luôn phải sống phụ thuộc vào thuốc. Và nếu chúng ta muốn chấm dứt việc mà chúng ta phải dùng thuốc mỗi ngày như vậy thì hãy đến với cái chương trình về NLP một ngày. Và trong cái chương trình này tôi sẽ giúp chúng ta thực hành về cái bài cốt để về trị liệu, để chúng ta chấm dứt cái sự trì hoãn trong con người chúng ta, để chúng ta chấm dứt về cái việc đó là chúng ta gây có những cái vấn đề về mối quan hệ trong cuộc sống, hay là chúng ta chấm dứt cái tình trạng về bệnh tật của chúng ta. Và để chúng ta tham dự cái chương trình này đó, thì Linh đã làm sẵn những cái video để chúng ta hiểu về cơ bản về NLP và NLP đó là gì và cái cách mà chúng ta ứng dụng NLP ra sao. Thì Linh đã có một sẵn một cái bộ video về NLP để dành tặng cho chúng ta hoàn toàn là miễn phí. Và chúng ta hãy share video này về trên tiền cá nhân của chúng ta để chúng ta nhận cái bộ video này hoàn toàn miễn phí. Và trước khi đến chúng ta đến cái buổi offline một ngày này thì chúng ta cần phải xem cái bộ video này. Bởi vì chúng ta xem bộ video để chúng ta học trước, và sau đó đến ngày mà chúng ta học một ngày này đó là chúng ta dành thời gian để chúng ta thực hành, để chúng ta ứng dụng, để chúng ta giải quyết vấn đề của mình. Và đây là một cái khóa học về thực hành chứ không phải là lý thuyết, nên chúng ta cần phải xem video trước. Và để chúng ta tham dự, hãy để lại tên và số điện thoại dưới đoạn video clip này. Đặc biệt đó là click vào cái đường link ở dưới đoạn video clip này để chúng ta đăng ký tham dự chương trình vào cuối tuần này. Và chi phí tham dự về chương trình này chúng ta chỉ trả tiền để thuê hội trường, đó là 100.000 đồng. Và 100.000 đồng này cũng để giúp chúng ta, đó là chúng ta có sự cam kết với chương trình này. Ngoài ra tiền 100.000 đó chỉ đủ để Linh trả cái tiền thuê hội trường thôi, còn lại mọi thứ đó Linh làm nó hoàn toàn là miễn phí. Và đặc biệt Linh sẽ tặng cho chúng ta một cái cuốn sách nữa, đó là cuốn sách về hành trình người xuất chúng. Và hãy đăng ký tham dự chương trình này ngay, bởi vì số lượng chương trình tham dự chương trình này đấy Linh chỉ tổ chức đó là tối đa 50 người, nên là quá 50 người thì chúng ta phải tham dự vào tuần sau chứ tuần này không thể tham dự được. Bởi vì Linh vào tổ chức vào mỗi cuối tuần và thường thì rất là đông và không có chỗ ngồi, nên chúng ta phải đăng ký trước thì chúng ta mới có chỗ ngồi được. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là tên là Trang. Hôm nay mình được hôm nay thì mình có dẫn đồng đội đội nhóm của mình và những người anh chị em của, trong đội nhóm của mình tham gia lớp học NLP một ngày của thầy Linh. Thì khi mà cái cảm giác của mình ngay sau khi mà được tham gia khóa học này á, thì thực sự là rất là nhiều cảm xúc mọi người. Thứ nhất là mình cảm thấy là mình biết ơn vì được biết đến anh Linh, được biết đến cái lớp học này. Thứ hai là mình cảm thấy là khi mà mình học lớp này xong á, thì mình cơ thể mình nó rất là năng lượng, và bản thân thì mình cũng rất là mong muốn không những mình mà đội nhóm mình còn ra kết quả. Nên là thực ra thì trước khi mà mình gặp anh Linh á, thì anh Linh có dạy cho mình về NLP rồi, và mình nhưng hôm nay thì mình học xong thì mình hiểu và mình biết sâu hơn. Và bản thân mình trong quá trình làm mình có áp dụng nhưng không có đều. Thì thực ra hôm nay khi mình dẫn cả đồng đội đội nhóm mình đi thì mình đưa ra cho mình quyết định là mình thực hành
đều hơn. Và mình mong muốn rằng tất cả đội nhóm của mình, các bạn cũng đưa ra cho mình, các bạn được một quyết định, đó là mình phải thực hành. Thực hành nó đều đặn mỗi ngày và liên tục. Và đặc biệt nữa thì nếu mà mình muốn có một lời gửi gắm đến tất cả các bạn, nếu mà hiện tại các bạn đang gặp khó khăn trong cuộc sống của mình, trong mối quan hệ của mình hoặc trong công việc kinh doanh của mình, thì các bạn hãy thử một lần. Tới đây xem lớp học này, thực ra lớp học này chi phí chỉ bằng một ly cà phê mà mọi uống thôi, thì các bạn hãy tới đây để xem cái lớp học này nó như thế nào. Và mình chắc chắn với các bạn một điều rằng lớp học này nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của các bạn, và hy vọng là mình sẽ được gặp tất cả các bạn ở lớp này một lần nữa. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người, mình tên là Vinh và mình đến từ Vũng Tàu. Phải nói là hôm nay rất là may mắn khi mà mình được học khóa học của thầy Lê Chí Linh về NLP. Khi mình học NLP thì mình đã biết khai phá được cái tiềm thức trong con người của mình. Cái tiềm thức trong con người của mình nó rất là mạnh mọi người ạ. Chỉ mình chưa khai phá được nó thôi. Khi ngày hôm nay thì mình đã nhận được rất là nhiều thứ về NLP. NLP nó có thể áp dụng được cho rất là nhiều thứ về bán hàng, về sức khỏe và rất là nhiều thứ khác nữa. Ngày hôm nay thì khi học NLP về thì mình sẽ áp dụng về cho sức khỏe của mình, về cho công việc của mình và sẽ áp dụng cho người thân, trong gia đình của mình nữa. Mọi người muốn biết NLP là gì thì chủ nhật tuần này hãy đến khóa học với thầy Lê Chí Linh nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Đại Hữu, thì năm nay mình là 27 tuổi. Hiện tại là mình đang làm kinh doanh tự do. Thì trước khi mà đến cái buổi học NLP của thầy Lê Chí Linh á, thì mình có một sự mong muốn là hiện tại là trong cái quá trình mình làm việc á, thì nó còn rất là nhiều vấn đề mà nó gặp xảy ra trong công việc cũng như là cuộc sống của mình. Thì trước đây là mình bị gặp cái vấn đề là bị trì hoãn các bạn ha. Trì hoãn cũng như là có một số vấn đề mình chưa giải quyết được. Thì sau khi mà tham dự một cái buổi học của thầy Lê Chí Linh xong á, thì chúng ta khi đó là mình đã cảm nhận được một cái điều rất là hay, và mình áp dụng những bài tập của thầy Lê Chí Linh áp dụng trong cái bài tập như là trong cuộc sống của mình. Thì bây giờ á, mình đã giải tỏa được tất cả các vấn đề bên trong cái cuộc sống cũng như là cái công việc của mình, và hiện tại mình biết rõ ràng và chính xác hơn là mình đang gặp vấn đề gì và mình cần giải quyết như thế nào, và mình giải quyết trong bao lâu, và mình dần dần mình định hình được là tương lai mình như thế nào các bạn. Thì sự khóa học là rất là ý nghĩa, rất là hay. Thì khi mình qua ngày mai á, qua ngày sau thì mình sẽ bắt đầu mình chia sẻ cho những người đồng nghiệp, những anh chị em và tất cả những người thân trong gia đình của mình, để họ biết được đến khóa học này và đến đây tham dự khóa học này cùng tất cả, họ sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề, những cái vấn đề tiêu cực mà họ đang gặp phải, để cho cái cuộc sống cũng như có cái quá trình mà họ làm việc nó sẽ hiệu quả hơn và sẽ tốt hơn. Ok, xin chào hẹn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái lớp học khóa của NLP của thầy Lê Chí Linh. Xin chào. Team Lead Platinum 4 Star Lê Chí Linh. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp, thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông, thì mỗi lần mà Linh upload video lên, thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó, chúng ta bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.